và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất những vấn đề nóng về xung đột Nga-Ukraine trong suốt 24 giờ qua trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, Sergei Asionov cho biết, ít nhất hai dân thường đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào bán đảo này tối 23 tháng 5. Cũng theo ông Asionov, khoảng 20 vụ nổ đã được báo cáo ở khu vực lân cận thành phố Simferopol trung tâm hành chính của Crimea vào khoảng 22 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Nhiều khả năng là đạn con từ các tên lửa đạn đạo AtacMS của Ukraine. Ông Aksionov viết trên kênh Telegram rằng, do một cuộc tấn công tên lửa của kẻ thù trên bán đảo ở vùng Simferopol, hai người đã thiệt mạng. Thống đốc nói thêm rằng, một cơ sở kinh tế bỏ không gần thành phố Alusta đã bị tấn công và nhân viên cấp cứu đã được triển khai đến hiện trường. Simferopol là thủ phủ của Crimea, nơi đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2014 sau cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev. Alusta nằm trên bờ biển phía nam của bán đảo, phía đông bắc Yanta. Âm thanh của vụ nổ được báo cáo tại các thành phố là Simferopol, Saki, Alusta, Yanta, Drankoy và Yapatoria. Đặc biệt, Suspin báo cáo có ít nhất 5 vụ nổ ở Alusta. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã sử dụng ít nhất 9 tên lửa ATACMS tấn công bán đảo Crimea. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chính quyền Ukraine tiếp tục thực hiện các nỗ lực tấn công vào lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng tên lửa chiến thuật tác chiến ATACMS của Mỹ và máy bay không người lái. Tất cả đều bị phòng không Nga ngăn chặn. Kể từ năm 2023, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Nga sau những thất bại quân sự ở miền đông Ukraine các quan chức nga nhiều lần nhấn mạnh rằng việc cố tình nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dân sự là hành động khủng bố giới chức nga cũng cảnh báo các vụ tập kích bằng vũ khí phương tây cho thấy rõ mỹ và anh đang đứng sau ukraine cáo buộc họ làm xung đột gia tăng khi viện trợ tên lửa tầm xa và vũ khí hạng nặng cũng như cho phép ukraine dùng chúng tấn công mục tiêu nga Tờ Pravda dẫn nguồn tin từ tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, chiều 23 tháng 5, tình báo quốc phòng Ukraine tiếp tục sử dụng máy bay không người lái UAV phá hủy cơ sở hạ tầng của Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Liên bang Nga ở Tatarstan. Theo nguồn tin được tiết lộ, UAV đã tấn công các mục tiêu ở Kazan và Nizhnekamsk, nơi có nhiều công ty quan trọng chuyên sản xuất các sản phẩm quân sự. Truyền thông địa phương đưa tin một chiếc máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không Nga phá hủy, chiếc còn lại bay về Ganulina, Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine buộc các nhân viên phải sơ tán khỏi nhà máy lọc dầu Taneco, nhà máy Oxintes và doanh nghiệp Taif. Liên quan đến vụ việc, các sân bay ở Nisnekamsk và Kazan cũng tạm thời ngừng hoạt động. Chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh Nga thực hiện nhiều biện pháp cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa tiếp theo và đảm bảo an toàn cho người dân. Đến thời điểm hiện tại, Nga chưa đưa ra báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại về tài sản. Ukraine gần đây gia tăng các cuộc tấn công vào nhà máy và cơ sở lọc dầu của Nga. Được biết, đây không phải lần đầu tiên lực lượng Ukraine thực hiện tấn công Tatarstan. Trước đó vào đầu tháng 4 năm nay, lực lượng Ukraine đã thực hiện cuộc tập kích vào đặc khu kinh tế Alabuga của Cộng hòa Tatarstan khiến ít nhất 6 người bị thương. Đây được cho là kết quả của việc tập trung sản xuất UAV tầm xa nhằm mục đích tấn công vào lãnh thổ Nga. Trước đó, theo một nguồn tin giấu tên cho biết, bên trong một nhà máy chứa máy bay ở phía tây Ukraine, hàng chục công nhân mặc quần áo bảo hộ, đúc lưới sợi thủy tinh và lắp ráp máy bay không người lái UAV tầm xa. Với tầm hoạt động lên tới 800 km, những chiếc UAV này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của Ukraine về tăng cường tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Việc Ukraine đang thất bại liên tiếp trên chiến trường cũng đã khiến Ukraine phải đổi chiến thuật dùng UAV tầm xa tấn công nhà máy lọc dầu, sân bay và cơ sở hậu cần Nga nằm xa chiến tuyến. Các đợt tập kích này nhằm siết nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga cũng như làm mất nguồn thu mà nước này có thể dùng cho chiến dịch. Ngoài ra, những đợt tập kích của Ukraine nhằm vào hậu phương Nga có thể buộc lực lượng nước này phải chuyển các tổ hợp phòng không tới đây để bảo vệ thay vì bố trí chúng tại tiền tuyến. UAV nội địa còn giá rẻ và sẵn có hơn tên lửa hành trình. Nhiều nước phương Tây muốn kiềm chế Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa họ viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga do lo ngại leo thang xung đột việc Ukraine tự sản xuất UAV là nỗ lực để họ tránh những hạn chế này. Hồi giữa tháng 3, một máy bay không người lái UAV Ukraine lao xuống nhà máy lọc dầu Ryazan của Rosneft nằm cách biên giới với Ukraine 500 km. Đến ngày 2 tháng 4, khoảng cách tập kích tăng lên gấp đôi khi nhà máy sản xuất UAV và cơ sở dầu khí Nga ở Cộng hòa Tatarstan cách biên giới hơn 1.100 km bị UAV tấn công. Mới đây nhất, Ukraine dùng UAV tập kích cơ sở lọc dầu ở Cộng hòa Baskotostan thuộc Nga. Một nguồn tin quốc phòng nói đây là lần tập kích xa kỷ lục, UAV bay khoảng 1.500 km. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC News, Đại tá Alexander Bakulin, chỉ huy lữ đoàn súng trường cơ giới số 57 của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, xung đột có thể kết thúc bằng một thỏa thuận giữa Ukraine và Nga. Ông thừa nhận rằng Ukraine sẽ mất một phần lãnh thổ của mình, lấy ví dụ là những thay đổi về lãnh thổ ở Phần Lan sau kết quả của chiến tranh Liên Xô Phần Lan diễn ra từ năm 1939 đến năm 1940. Kênh truyền hình ABC News trích dẫn lời đại tá cho biết, Phần Lan đã từng chiến đấu chống lại Liên Xô. Đúng, họ đã mất một số lãnh thổ nhưng họ vẫn tồn tại như một quốc gia. Chúng tôi cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, nhưng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ không mất đất. Ông Bakulin nói thêm rằng, lực lượng Ukraine đang cố gắng ổn định tình hình ở tiền tuyến, nhưng quân đội Nga tiếp tục đạt được thành công liên tục ở khu vực Kharkov. Ông cũng lưu ý rằng, tình hình của quân đội Ukraine vẫn khá khó khăn, vì giao tranh vẫn tiếp diễn trong khi viện trợ quân sự Mỹ chưa được chuyển giao. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Ukraine cho biết, có một mối đe dọa về việc lực lượng Nga sẽ phá vỡ đội hình của Ukraine ở Kharkov. Kiev thừa nhận tình hình ở đó cực kỳ căng thẳng. Nga nhiều lần nhấn mạnh các đợt vận chuyển vũ khí của phương Tây và việc khối luận cho binh lính Ukraine chỉ kéo dài xung đột và không làm thay đổi tình hình chiến trường. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẵn sàng tham gia đối thoại để giải quyết vấn đề Ukraine và đảm bảo an ninh cho nước này nhưng chỉ trên những điều kiện bình đẳng phù hợp với lợi ích an ninh quan trọng của Moscow. Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng việc thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine trên cơ sở công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một sự lãng phí thời gian và trí tuệ một cách vô nghĩa. Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào giữa tháng 11 năm 2022 đã trình bày cái gọi là kế hoạch hòa bình 10 điểm mà không tính đến quan điểm của Moscow. Đặc biệt, thỏa thuận kêu gọi rút hoàn toàn lực lượng Nga khỏi biên giới năm 1991 và trả lại quyền kiểm soát vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đen và Biển Azov cho Ukraina. Người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov cho rằng những tuyên bố của Kiev về một giải pháp hòa bình được đưa ra mà không tính đến thực tế hiện tại. Ông nói rằng, Moscow nhận thấy không có tiến triển nào trong tiến trình hòa bình nên vẫn tiếp tục kế hoạch quân sự. Sau 3 năm xung đột, quân đội Nga đang dần tiến vào miền đông Ukraina giữa lúc nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và sự chậm trễ cung cấp vũ khí từ phương Tây trong nhiều tháng. Điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu Mỹ và các đồng minh có thể hỗ trợ thêm gì khác ngoài việc viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí, thông tin tình báo và huấn luyện các lực lượng quân sự Ukraine ở nước ngoài. Reuters dẫn tuyên bố của tướng Charles Q. Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết hiện tại Mỹ chưa có kế hoạch đưa huấn luyện viên quân sự tới Ukraine. Khi xung đột kết thúc và tình hình được cải thiện, chúng tôi có thể cân nhắc việc đưa các huấn luyện viên trở lại. Trước khi xảy ra kế hoạch quân sự ở Ukraine, vào tháng 2 năm 2022, Mỹ đã từng cử khoảng 150 huấn luyện viên quân sự đến nước này. Tướng Brown và ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã có cuộc trao đổi sau cuộc họp với những người ủng hộ quân sự Ukraine. Cả hai đều khẳng định sự cần thiết phải hỗ trợ khi Kiev phải đối mặt với áp lực gia tăng từ lực lượng Nga tại Kharkov. Trước đó, tướng Brown từng khẳng định việc NATO triển khai huấn luyện viên quân sự tới Ukraine dường như chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng tôi cuối cùng sẽ đến đó sau quãng thời gian nữa. Tướng Brown cho biết thêm, việc đưa huấn luyện viên quân sự vào thời điểm này sẽ khiến các huấn luyện viên NATO gặp nguy hiểm và buộc Ukraine phải cân nhắc sử dụng những hệ thống phòng không quý giá để bảo vệ binh sĩ của liên minh thay vì các cơ sở hạ tầng quan trọng của Kiev trên chiến trường. Theo hiến trương NATO, Washington có nghĩa vụ hỗ trợ phòng thủ trong trường hợp huấn luyện viên quân sự của khối bị tấn công tại Ukraine. Điều đó có thể kéo Mỹ vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Ukraine hiện thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực, quân đội nước này cũng đang ngày càng thất thế trên tiền tuyến. Trong bối cảnh lực lượng Nga đẩy mạnh tiến công nhằm tận dụng khoảng thời gian viện trợ quân sự của Mỹ chưa được chuyển đến. Các quan chức của Kiev đã yêu cầu Washington và những nước NATO khác hỗ trợ quốc gia này huấn luyện 150.000 tân binh gần tiền tuyến hơn để có thể nhanh chóng triển khai lực lượng bổ sung ra chiến trường. Nhiều binh sĩ của Kiev đã được các nước NATO đào tạo từ đầu xung đột, song việc này được tiến hành bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 2 đã không loại trừ khả năng các quốc gia châu Âu sẽ gửi quân tới Ukraine. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu khác đã công khai phản đối ý tưởng này. Sau đó, Tổng thống Macron đã tìm cách làm rõ các phát ngôn nói rằng Paris có thể gửi quân đến Ukraine vì những nhu cầu cụ thể nhưng không phải để tham gia cuộc chiến chống lại Nga. Các nhà ngoại giao Pháp nói rằng ý tưởng của ông Macron là khơi dậy cuộc tranh luận về vấn đề này nhưng chưa có kế hoạch cụ thể nào theo hướng như thế. Ngày 23 tháng 5, Ủy ban điều tra Nga bắt ông Vladimir Vt Lesky lãnh đạo bộ phận mua sắm quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nga với cáo buộc lạm quyền gây thất thoát cho nhà nước, ước tính khoảng 70 triệu rúp, tương đương 764.000 đô la Mỹ, theo hãng thông tấn Interfax cho biết. Đại diện của Ủy ban điều tra Nga, Svetlana Pechenko cho biết, vào năm 2022, ông Vt Lesky đã tự ý cho dừng một số công việc dù chưa hoàn thành trong một hợp đồng với chính phủ. Bà Pechenko nói do hành động trái pháp luật của ông Lesky, nhà nước đã phải chịu thiệt hại hơn 70 triệu rúp. Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, tòa đã lựa chọn biện pháp ngăn chặn bằng hình thức tạm giam đối với ông Lesky. Trước đó, một nguồn thạo tin nói với Interfax rằng việc bắt ông Lesky để đảm bảo trật tự quốc phòng và người này đang bị giam giữ vì nghi nhận hối lộ lớn. Đài RT, RBC cũng dẫn nguồn tin của mình nói rằng ông Lesky đã nhận hối lộ bao gồm một căn nhà và một chiếc ô tô. RT còn đưa tin thu nhập của Vetelesky vào năm 2020 lên tới 3,7 triệu rúp, tương đương 40.382 đô la Mỹ. Đây là quan chức quốc phòng cấp cao thứ năm của Nga bị bắt chỉ trong vòng một tháng. Trước đó cùng ngày, truyền thông Nga đưa tin phó tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Vadim Samarin cũng đã bị bắt. Theo Ủy ban điều tra Nga, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2023, ông Samarin bị nghi nhận hối lộ từ một nhà máy sản xuất thiết bị liên lạc ở vùng Uran. Số tiền này là quà cảm ơn cho việc ký kết các hợp đồng cấp nhà nước lớn với công ty này. Ông Samarin được cho là đã hưởng lợi ít nhất 36 triệu rúp. Tư dinh của ông Samarin đã bị khám xét trong khi ông bị tạm giam 2 tháng trước khi vụ việc được đưa ra xét xử. Phát ngôn viên của tòa án cho biết ông Samarin bị buộc tội theo khoản 6 điều 290 bộ luật hình sự Nga nhận hối lộ quy mô lớn. Điều khoản này trong bộ luật hình sự của Nga có hình phạt tối đa là 15 năm tù với mức phạt gấp 100 lần số tiền hối lộ. Điện Kremlin sau đó đã bác bỏ những đồn đoán về một cuộc thanh trừng sâu rộng trong quân đội. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 23 tháng 5 rằng cuộc chiến chống tham nhũng là một nỗ lực không ngừng. Đây không phải là một chiến dịch, đây là một phần không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật. Vụ bắt giữ nhiều quan chức tại Bộ Quốc phòng Nga diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Nga đang đạt được những bước tiến đáng kể nhất trên chiến trường trong 18 tháng trong cuộc tấn công lớn vào khu vực Kharkov phía đông bắc Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết 21 nước thành viên sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu SC đã đệ trình đề xuất lập hệ thống phòng không chung lên Hội đồng châu Âu, cơ quan ra quyết định chính của Liên minh châu Âu EU. SC được thành lập vào tháng 10 năm 2022 và do Đức dẫn đầu nhằm chế tạo một hệ thống phòng thủ tên lửa chung của châu Âu giống lá chắn vòm sắt của Israel, thông qua việc các nước trong khu vực cùng nhau mua thiết bị phòng không và tên lửa. Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh xây dựng một vòm sắt để chống tên lửa và máy bay không người lái UAV là điều cần thiết. Các cuộc tấn công gần đây vào Israel đã chứng minh tầm quan trọng của các hệ thống như vậy. Không có lý do gì châu Âu lại không có lá chắn phòng thủ tên lửa của riêng mình theo ông tusk không cần phải tưởng tượng quá nhiều để dự đoán châu âu có thể bị tấn công từ đâu dường như ám chỉ nga sc ra đời không lâu sau khi nga bắt đầu tiến hành các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ ukraine theo thủ tướng litva ingrida simonit dù khả năng moscow tấn công trực tiếp các nước nato ở châu âu là điều khó xảy ra trong tương lai gần nhiều quốc gia đặc biệt là các nước giáp biên giới với nga đang tăng cường cảnh giác trước kịch bản như vậy một số nước đang gia tăng chi tiêu quốc phòng ở mức khó có thể tưởng tượng so với thời điểm trước khi bùng phát xung đột ở Ukraine. Lá chắn vòm sắt của Israel từ lâu đã được coi là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới, giúp bảo vệ bầu trời nước này khỏi các mối đe dọa tầm ngắn như rocket và đạn cối. Trên trang cá nhân của mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tán thành với đề xuất này, đồng thời khẳng định cần hạn chế sự phân mảnh các quốc gia cần có những dự án chung như thành lập một lá chắn phòng không ở mức độ toàn châu Âu như đề xuất của Ba Lan và Hy Lạp. Trước đó vào tháng 4, Thủ tướng Ba Lan Tusk cho biết các nhà lãnh đạo quân đội và an ninh nước này ủng hộ cho việc Ba Lan tham gia một số dự án phòng không. Thủ tướng Ba Lan khẳng định chỉ có một châu Âu đoàn kết, mạnh mẽ theo đuổi chính sách phòng thủ chung mới có thể ngăn chặn xung đột và đảm bảo an ninh trong khu vực. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Belarus trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày, trong đó có các cuộc hội đàm về việc Belarus tham gia các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật. Theo đài RT, sau khi được tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chào đón tại sân bay quốc gia Minsk, tổng thống Putin phát biểu: "Chúng ta sẽ nói về giai đoạn thứ hai của cuộc tập trận. Điều này liên quan đến việc Belarus tham gia trực tiếp trong những sự kiện này." Quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật tại quân khu phía Nam trong đó có cả Crimea và bốn vùng lãnh thổ trước đây của Ukraine ở khu vực Donbass. Theo Nga, cuộc tập trận nhằm chứng tỏ khả năng ứng phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, qua đó ngăn chặn các nước phương Tây làm gia tăng cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cuộc tập trận bao gồm hoạt động chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật cho binh sĩ từ các địa điểm cất giữ, trang bị tên lửa bằng đầu đạn hạt nhân chiến thuật và triển khai bí mật các loại vũ khí đó. Sau khi Điện Kremlin thông báo tổ chức cuộc tập trận, vào đầu tháng này với lý do căng thẳng gia tăng chưa từng có với Mỹ và các đồng minh về vấn đề Ukraine, Tổng thống Lukashenko ngay lập tức ra lệnh tập trận tương tự để thử nghiệm các hệ thống vũ khí có khả năng hạt nhân của Belarus, trong đó có cả bệ phóng tên lửa Iskander. Năm 2023, Tổng thống Putin đã đồng ý để một số lượng nhỏ vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sau khi ông Lukashenko đề nghị. Khi đó, ông Lukashenko cũng tuyên bố rằng ông sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu Belarus bị tấn công. Tổng thống Putin cho biết ông đã chuẩn bị trước cho chuyến thăm Belarus và đã thảo luận với các thành viên nội các Nga về vấn đề hợp tác song phương với Belarus. Cuộc họp đó đã đề cập đến các chủ đề như vấn đề an ninh, năng lượng và nông nghiệp. Cuộc hội đàm của tổng thống Lukashenko và tổng thống Putin sẽ đề cập đến toàn bộ mối quan hệ giữa hai nước như thương mại, các vấn đề nhân đạo và các dự án chung. Tổng thống Lukashenko đã mời ông Putin đến thăm Belarus. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của nhà lãnh đạo Nga kể từ khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 vào ngày 7 tháng 5 vừa qua. Tổng thống Putin đã tới Trung Quốc vào tuần trước để hội đàm với chủ tịch Tập Cận Bình và ông dự kiến có chuyến thăm cấp nhà nước tới Uzbekistan vào ngày 26 và 27 tháng 5. Cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật của Nga diễn ra trong bối cảnh gần đây Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo phương Tây đã nói về khả năng triển khai lực lượng tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Ukraine và để quân đội Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo tờ Vedomosti của Nga, những cuộc tập trận kiểu này hiếm khi xảy ra kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Nhưng trong thời kỳ Xô Viết, nước này thường tổ chức hàng năm. Học thuyết hạt nhân của Nga chỉ cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân trước trong trường hợp sự tồn vong của quốc gia gặp nguy hiểm hoặc khi có nỗ lực quét sạch lực lượng hạt nhân Nga. Theo ông Ilina Kramnik, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cuộc tập trận nói trên không làm thay đổi học thuyết hạt nhân quốc gia của Nga. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Dmitry Stefanovic cũng chỉ ra rằng những gì đang thấy hiện nay là một thông điệp hạt nhân rõ ràng và đây là điều chưa từng xảy ra trong kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine. Nhà phân tích này lưu ý, điều đó khẳng định một thực tế rằng trong trường hợp xảy ra xung đột cường độ cao với một đối thủ vượt trội, Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Le Cognou ngày 22 tháng 5 cho biết, một máy bay chiến đấu Rafale của không quân Pháp đã thực hiện thành công vụ phóng thử nghiệm đầu tiên một tên lửa ASMPA siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ông Sébastien Le lưu ý, vụ phóng được thực hiện như một phần của cuộc tập trận Durandan kéo dài từ ngày 13 tháng 5 đến 14 tháng 6 được biết, cuộc thử nghiệm tiến hành dưới sự giám sát của quân đội tại các căn cứ ở Biscarros, Uten, Campe trên bờ biển phía tây nước Pháp. Bộ trưởng Lecornu xác nhận tên lửa ASMPA R không mang đầu đạn được phóng trên lãnh thổ quốc gia Pháp vào cuối thời điểm chuyến bay giả lập cuộc oanh kích hạt nhân. Ông cũng chúc mừng tất cả các lực lượng, đội ngũ của Bộ Quốc phòng Pháp và đối tác công nghiệp tham gia dự án được lên kế hoạch từ lâu. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp nhấn mạnh Cuộc thử nghiệm đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc nâng cao năng lực tác chiến của quân đội Pháp, đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất của hệ thống ASMPA R nâng cấp. Cuộc thử nghiệm cũng liên quan đến lực lượng răn đe hạt nhân. Eson Mogen ASMP, tên lửa không đối đất tầm trung, là tên lửa hành trình do MBDA phát triển, được đưa vào sử dụng vào tháng 5 năm 1986. Một phiên bản nâng cấp Eson Mogen Amelior ASMPA có tầm bay khoảng 500 km và tốc độ tối đa lên tới Mach 3. ASMPA được đưa vào sử dụng vào tháng 10 năm 2009 với dòng máy bay chiến đấu Mirage 2000 NK3 và vào tháng 7 năm 2010 với chiếc Rafale. Tổng cộng có 54 tên lửa ASMPA đã được chuyển giao cho không quân Pháp. Dự án ASMPAR nâng cấp được khởi xướng vào năm 2016 nhằm mục đích mở rộng tầm bắn của tên lửa và kết hợp đầu đạn nhiệt hạch 300KT mới. Luật kế hoạch quân sự của Pháp dự kiến phân bổ 16 tỷ euro cho đến năm 2030 để bổ sung kho dự trữ đạn dược, 5 tỷ euro để mua thiết bị bay không người lái UAV và 5 tỷ euro cho hoạt động tình báo. Đáng chú ý, Pháp dự chi 13% ngân sách quốc phòng trong những năm tới để củng cố năng lực hạt nhân độc lập, bao gồm cả kế hoạch nâng cấp các mẫu tên lửa thế hệ mới được phóng từ trên không vào năm 2035.